Trước những thách thức về môi trường chăn nuôi ngày càng lớn, thì việc thay đổi phương thức xử lý chất thải hữu cơ bằng những mô hình nhỏ, dễ làm nhưng hiệu quả đang được các cấp hội nông dân trong tỉnh chú trọng, vừa nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất. Đầu năm 2023, khi được tập huấn về quy trình chăn nuôi gà an toàn bằng đệm lót sinh học dày do hội nông dân xã tổ chức, đồng thời được hỗ trợ vốn, kỹ thuật, quy mô chăn nuôi của gia đình anh Mạnh không chỉ tăng về số lượng, chất lượng mà vấn đề môi trường cũng được xử lý triệt để. Đệm lót sinh học là mình giải chấu ra là rắc cái men vi sinh để khử mùi hôi, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Cái nền chuồng của mình nó sẽ khô sạch sẽ, tơi xốp hơn, không bị ướt bết rồi mùi hôi. Còn đây là mô hình nuôi sâu canxi giun chuồn quế làm thức ăn cho gà đẻ trứng của hộ ông Tải Quang Lài. Chi phí đầu tư thấp, không mất nhiều công chăm sóc, trong khi nguồn thức ăn dồi dào là những ưu điểm mô hình này mang lại. Với vòng tuần hoàn, khi phân gà được sử dụng làm thức ăn cho giun làm thức ăn cho gà, phương pháp này vừa tận dụng được chất thải, vừa đảm bảo môi trường trong chăn nuôi. Thực tế vào nuôi rồi thì thấy nó cũng đơn giản thôi. Trong quá trình nuôi thì cái con sâu canxi này thì nó chỉ có ăn những cái chất tạp hóa như là rau củ quả, mình chịu khó một tí thời gian thế thôi, đầu tư không đáng kể. Và nói chung là trong cái mức độ cho ăn thì mình cảm nhận được về cái sự tăng đột biến của cái con gia cầm rất khỏe mạnh. Từ các cái mô hình điểm thì chúng tôi sẽ nhân rộng tuyên truyền hội viên nông dân trong toàn tỉnh, nhà mở rộng các mô hình từ nuôi giun chuồn quế cũng như là ổ phân hữu cơ, và hai là dùng em sinh và cũng là nuôi sâu canxi để giảm chi phí đầu vào cho chăn nuôi cũng như là để giảm cái rác thải phí nhà kính trong địa bàn tỉnh. Được triển khai tại 9 xã của 3 huyện Bảo Thắng, Bảo Yên và Bát Sát, với hơn 500 hộ dân tham gia và mong muốn tham gia đã được tập huấn, tìm hiểu, hướng dẫn kỹ thuật. Mô hình sử dụng đệm lót sinh học dày hay nuôi sâu canxi, giun chuồn quế đang mang lại hiệu quả kép, không chỉ đảm bảo quy trình chăn nuôi khép kín, giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ chất thải, mà còn tạo nguồn thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao cho cây trồng vật nuôi, phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ hiện nay.